បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូដាក់ជូនដល់បងប្អូនវីដេអូមួយទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតឡុកអិននិងរីជីស្ទើហ្វមហើយចំពោះការបង្កើតនេះដាក់ខ្ញុំប្រើបច្ចេកវិទ្យា Laravel application យើងរ៉ាន់comment composer create dash project dot clear laravel slash laravel ហើយយើងដាក់ឈ្មោះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា authentication enter application យើងគឺបានបង្កើតរួចរាល់ហើយយើងចូលទៅ view application ហើយយើងចុច file.env ហើយយើងចូលមករename database យើងដាកឈ្មោះ db authentication បន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់3ហើយយើងជ្រើសយក admin ហើយខ្ញុំបង្កើតdatabase ថ្មីមួយយើងដាកឈ្មោះ db authentication បន្ទាប់មកត្រង់កន្លែងនេះយើងធ្វើការជ្រើសរើស UTF-8 General CI ហើយចុចពាក្យ create យើងត្រឡប់មកកាន់ VS Code វិញយើងធ្វើការ run local jol ទៅកាន់ position គឺ CD version application យើងរៀន command ដើម្បីធ្វើការstart application យើង PHP artisan So ត្រង់កន្លែងនេះយើងកូពីក្រោយមកសរសេរហើយយើងចូលមកកាន់ប្រាវសឺយើងផាសឃើញថាឡារ៉ាវែលយើងគឺដែរនេះជាវើសិន ហើយយើងចុចទៅលើ file create user table នេះយើងឃើញថា table យើងគឺមានfield ហើយមានfield name email password ហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំធ្វើការបន្ថែមfield មួយចំនួនដូចជាខ្ញុំដាក់text ដាក់avatar ដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការបញ្ចូលរូបភាពបានកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់null ទៅមកខ្ញុំដាក់status ខ្ញុំក្លែងនឹងខ្ញុំដាក់ data type គឺ integer បន្ទាប់មកទៀតយើងចូលមកកាន់ terminal cd authentication ខ្ញុំធ្វើការ migrate វាដើម្បីបង្កើតនៅ table user អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបង្កើតយើងរ៉ាន់ command php artisan migrate ឃើញថា table របស់យើងបាន name email password avatar status ដែលយើងបានបញ្ចូលមកអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់ខ្ញុំចូលទៅបង្កើត controller មួយ php artisan make controller ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា authentication ឬក៏យើងដាក់ឲ្យខ្លីបានខ្ញុំដាក់ថា auth controller អញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ app http controller នេះគឺជា controller ដែលយើងបានបង្កើតវិញក្នុងនោះខ្ញុំបង្កើត function មួយដាក់ឈ្មោះថា register អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងដែរគឺយើងធ្វើការ call view register ត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងហៅ view register ហើយបន្តែ view register យើងគឺអត់បង្កើតទេ យើងចូលមកកាន់ resolve ហើយបន្តមកយើងបង្កើត file មួយថ្មី យើងដាក់ថា register.blade.php ត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំប្រើ HTML file ហើយចំពោះក្នុង video ដែរគឺខ្ញុំប្រើ bootstrap
tâm bơi chùm nuôi chốc chân chô ta copy CDN đập vào bootstrap chân phá lại ní trong cái này cứ chân phá dìl muối chân đã content trong cái này chân rename vì đã master mùi sân chúng ta master ok chân chân thua ca call với ta bây master file này chân chân bằng cao file mùi tiết đã chung mùi register tablet.php ở dương extend file tam bây master chân lấy dương đã chung master hai section content dân end section vĩnh chân dân tay mở đại quân cũng đã register page tăng lên đi content chưa hay tôi mới dân chồn từ bằng cả route mũi route get register dân pra controller old controller hay dân call how class register lại ní dân đã chmu hồi route chmu register chẳng class register dân cho một căn controller để dân mang một function mới đã chmu thả register chẳng dân look at mơ dùng copy URL mơ tôi mới dừng cho ngọc phá cái này nhé old controller that's not easy để xa cái này route dừng on bound call chẳng dừng browse use old controller dừng cho một cánh browser hay thử cả refresh chẳng khuyên tha register page chẳng score lại trong lại này chúng tôi từ thuộc cả design webpage mới chẳng là container dùng một cái form lại này chúng đã group form form group trong lại này dùng miền input type text chúng đã name lại này chúng đã name placeholder name value cái này dừng đặt all name hai dừng thử cả copy trong cái này dừng đặt email holder dân đặt email đã à, cái này nó có dân thuộc cả đồ mọc email mình tốt mà tiết dân thuộc cả đặt password trong cái này thái dân đặt password được xa dân ở thuộc cả bằng hành cái này phiên lần thì password all password rồi tổ mặt tiết trong cái này nếu dựng đặt retry password placeholder retry password trong cái này all được nhiệt đái retry password hay trong cái này dựng đổi thay từ chữ password trong cái này remove từ máu chúng ta beton trong cái này dựng đặt beton chmu register hay dựng đặt class bootstrap btn btn primary hay dựng view mới này khánh thả form dựng name email password detail password hay nâng beton register trong cái này dựng đặt class oriented form control
dân đã khá hay viết mùi thang form control bình tốt máu dân thuộc cảm phá cho group input tag đứng ốc tốt máu dân view mưa bình đã khơi thang lại ní việc toàn đọc clear space chân dân đặt margin bật tổng ngoài viết 3 chân dân thuộc cảm copy control bộ số C control bộ số V control bộ số V thang lại ní control bộ số V chân preview mưa cần tham việt độ spec nha hãy trăng khăn lớn nha dương à thuộc cả đạt điều mối hãy chúng ta entry là những chúng ta thả register form ok khuyên ta dương bạn bằng cả form rồi rồi lại chẳng chứ hiểm tốt dương cho tất cả controller ô controller dương bằng cả function mối public function register submit cái này là sao dương thuộc cả bên chỗ chân dương trở cả request before chân dương đi đi mới từ là request input mình tổ máu dương cho một bằng cả route mối đầm bơi locate cho được cả register submit chân trang cái này dương pra pop register submit chúng ta controller or controller class register submit trong cái này chúng ta chú register submit hãy dùng cho một cái form register dùng một đặt action action cứ route register submit hãy trong cái này method dùng đặt post ok ở trong cái này dùng play thái submit tôi mới dùng cho một cái browser dùng dùng refresh mới dùng cho python register khi ta tần này nào để sao dùng toàn bản thuộc cả bản chôn chẳng dùng tệ vô đồ khẩm tệ admin admin at gmail.com password mùi bị bơi repassword mùi bị bơi chẳng khi ta data để dùng bản chôn mà nhắc cứ về màu dương tập lập cho một cái old controller dương với hai trang lại function đấy dương đã validation our form mới đập bởi nộp bởi đại user thuộc cam bên chỗ dương ai cầm nọt ưu đồ password thật ta dương ai bên chỗ bầm màn tùa to hai email dương trở tại ở kia bên chỗ chưa tùm rộng email nâng dương đã copy chẳng dương đã mở request validate dương chạp vô input tag chẳng chmua name nếch chmua name email password retry password chẳng dương chôn một cành controller vấn chẳng tập bốn cư name cư dương trở ơi thuộc cả bên chỗ require tập mốc email thuộc cả bên chỗ require và tập mốc chia bộ phép email hai password require chẳng dựng đã ấy min mà ở chùm nôn à xó chùm nôn password để trở bị cho nó cứ tôi bấm post cứ chùm đã ấy bùm mùi hay thông bấm post đã ấy xam sắp bị tố trong cái này dựng ai đã ấy unique này user mình này thà email mình ạch chọn địa bàn tì tôi một tiết retry password dương ai thuộc cả bên chỗ đấy hai trang cái này xem password chẳng mình thà ai viết đối tên là password chẳng dương cho một cái register với đảm bảo đảm message để xa bất sân bây giờ ở đảm cái message với show như thế việc chân nó phải đảm viên miền error việc chân nó chắc chúng ta tại mơ ok
chúng thôi cái đó chúng refresh vừa học khi mà thôi cả mình chờ thế chúng tạo việc blank cho những chuyện register vì ở trên nhau thì thế để sang cái này nó bị error chứ giờ bạn thôi cả bỏ mình xe nhau chứ giờ đã ở vì show mình xe chứ xin bà error này ném đó and error cái này dựng đã span muối dựng đã class touch danger hai trang cái này dựng đã mistake chẳng dựng tập lập một căn browser cho mình dựng refresh muối hai nhập cho register chẳng khuyên tha cái này vì đã mistake muối tha the name field is required chẳng nghĩa tha dựng tập cặp bình chôn chmu chẳng dựng chôn thuộc cả copy máu lấy nó dùng đồ từ email lấy nó đồ từ password tròn cái lấy nó đồ từ retry password chẳng dừng tập lập một căn browser đồng tiết refresh muối hơi chuẩn bị tổng register chẳng khuyên ta fill tầng ớ dừng từ cả bình chôn tầng ớ dừng anh ai blank nơi fill nạ muối thì chẳng dừng tay mới cứ thôi nếm đặt thả admin email chúng ta admin dot email password chúng ta mùi bị bày re password chúng ta mùi bị bày hãy register khởi thác password trở tay tôi bằng phốt cứ bằng môi character cho anh đã môi bị bởi buôn bạc bằng môi cái này được như đá môi bị bởi buôn bạc bằng môi chắc cái này chúng ta đã ai copy cái này password chắc khởi thác re type password nâng password mass match trở tay đôi kia chẳng cái này chúng ta đã xa đá môi bị bởi buôn bạc bằng môi cái này môi bị bởi buôn bạc bằng môi dân cho register chẳng khánh thá dân bàn submit chúc chơi bình đã trăng lại nét được xa dân ổn biên bàn đã ai hồi về show chẳng hãy bàn về chân blank hồi dân thuốc máu dân đã user nhú dân một cách object muối tại hào chân bị user này chương dừng use user app user or models user này dừng call mapi model này cái này user tôi máu dừng user này name small dollar request này name chương là user này name này cứ fill nơi để tạo bài dưỡng đi này ném user này ném hay là request này ném đấy cứ chuẩn bị form dưỡng cứ trang lại cho mua ní ném đấy hay tập mở email đó là user này email mà đó là request này email user này password. Bạn đã trong cái lại password này dương ở đã đó là request này password thế cứ dương bật thêm encrypt dương bật thêm bcrypt này đảm bày generate password chấm chấm sọt tài mớ tí tí user này password chân dương sạc mơ chân dương cho một cần browser trong refresh mùi sẵn đã admin admin at gmail.com password mùi bị bài buôn bạc bộ mùi cái này đã mùi bị bài buôn bạc bộ mùi ở dân register chẳng khách ta password dưỡng bàn encrypt từ chìa tùm rộng bạc nhé thông mặt tiết được xa nặng nông phía dưỡng dương miền status
hay trong avatar này dựng ở tuần thuộc cả bên trôi để sao dựng đạn nắng chẳng trong là sẽ tới dựng trong đại vì từ là user status smart mùi default cứ smart mùi top mark user sale sale tất cả để tạo bài tất cả đi mũ kiếm return redirect route login dân đã success dân đã mình save you have created an account successfully chẳng dân tập lập cho một căn view vĩnh browser vĩnh dân thuộc cả refresh muối chẳng đạn ném admin password admin gmail.com password kèm đạn mối bị bởi buôn pháp bằng mối rồi password kèm đạn được kia mối bị bởi buôn pháp bằng mối hơi dường chơi biết tông register chắc khánh ta rao lọc ấn dường ở tôn miên thì dường cho một cái này tạo bài thân này khánh ta tình này dường ba cho một nông để tạo bài hơi mấy tại sao dường ở tôn bàn thuộc cá bằng cả route login chẳng dừng cho tôi bằng cả route login mới đã route get slash login hãy dừng pra old controller class login chúa dừng đã login mình tôi máu dừng cho tất cả function mới đã chúa tha login đi nực nóng old controller chẳng dừng cho một cái old controller trong cái máu dân bậc cả function mới đã chúng ta login return view login chẳng dân cho tới bằng cả view mới để mình chúng ta login chẳng thằng là những gì mà cả file thay máu đã thế login .blad.php hay dân copy register control bộ cơ sở C control bộ cơ sở V cái trang này nếu dựng đã login form trang này chúng ta cần remove sẵn cái này name chúng ta cần remove đã dựng tục tại email hay năng password trang này retry password dựng thuộc cần remove đây rồi trang này bị tông đấy dựng bắt đầu màu bị chia dựng bắt đầu màu login mình. Ok, chẳng dừng thuộc cả browse refresh. The email has already been taken. Để xa email nó cứ trở bàn bằng cả rút rồi là chẳng dừng cho một refresh mùi sẵn. Chẳng dừng cái bằng cách mới tiết đã thả user user at gmail.com mùi bị bày buồn pram bằng mùi bị bày buồn pram bằng mùi hả dừng cho register achievement to pass user name email password status sale return oh sorry nó to khá nhé để xa cái này ní chẳng đã khó chẳng chung thư ca remove vịt cái này ní bằng dương thư ca phá chốn tổng máu dương chôn một cạnh browser dương refresh email already chẳng dừng reframe mở data bác khuyên ta bị bán trồn mở chẳng trang cái này nhắc nhầm reframe mới tiết dừng bằng cả dù sớm tiêu đó không tạo chung kèm rẽ smay
gmail.com password 123456 123456 ហើយយើងចុចរីជីស្ទ័រអញ្ចឹងឃើញថាវារីដិរិចមកកាន់ login form ហើយហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវបញ្ចូល email password ដើម្បីធ្វើការ login ទៅកាន់ system ខ្ញុំបង្កើត route មួយ route post login submit យើង call host controller class login submit đặt ឈ្មោះ ឲ្យ login submit បន្តមក យើង ចូល ទៅ កាន់ all controller ដើម្បី បង្កើត login submit ចឹង តាម កន្លែង នេះ ខ្ញុំ ដាក់ public function login submit hai cái này dùng đặt request dùng đi mở sẵn tạm bay đăng thà ta về trầm trở input chạm tạm giữ input chẳng khiêm cho một cần login hai trang cái này action đi khiêm pa route login submit message both ok chúng dùng cho một căn browser reframe mới à chúng ta admin at gmail và nếu chúng ta password đó dùng chuột login chẳng khinh thá tên này để dùng bằng chỗ cứ bạn trầm trào ấy chúng dùng cho một căn all controller vậy trong cái này dùng đã validate rồi reason email require password require tổng tiết dừng bằng cả gradient tool email the la request này email tổng mở password là request này password tương lai dùng bật semicolon muối dùng đặt lại khăn if person by old guard web này a time này credential tham này kêu điện thoại chẳng person bà mình thấy we check mở bấm biên email hay năng password trong trâu chẳng ở vì anh word block đi chẳng chúng ta return redirect route dashboard person bà trong trâu khi mở redirect được cái dashboard bên tai person bà mình trong trâu thế l khiêm ở return redirect route login trong cái này out này ở toàn score dừng call sẵn use out khuyên thả score lấy trong cái này route dashboard này dừng ở toàn biên để dừng trôi từ bằng cả route mới route get dashboard hãy dừng call tạm bây giờ controller dừng đã chmu ấy dashboard mình tôi mới dừng trôi từ bằng cả function dashboard nó không có controller public function dashboard hãy dừng return view dashboard chẳng dừng cho tới bằng cả view dashboard mới cho view new file dashboard dot blad dot php chẳng tăng cái này dừng copy
register máu dân dồn một phần trong lần khi tôi cả rimbo lại như chân sân lại như khi đã tháng welcome dashboard page. Ok, chẳng dân tập lập một căn login form với chẳng nó không phải đáp bài dân dân bằng card account trong đồn bì admin at gmail hay ni password 1346 hay ni user at gmail.com password 1346 được kia chẳng dân chôn một căn form login để mới thử cả login chẳng khi em chôn từ căn admin at gmail.com hay password 1346 thông báo dân chơi bị tông login chẳng khai tha dân ban đi direct một căn dashboard page ấy trong lại ni khi em đã nào bà mùi sân cho kìm chùm một bootstrap cho doc kìm sơ dục mờ nào bà kìm chờ dục nào bà mùi chẳng đạt nào ok kìm chờ dục đi chó chờ copy nào bà đi mơ hay trong cái này khi nhóm phá chôl một căn master hay trong cái này chừng phá chôl thông báo dường thuộc cả chôl một căn web print browser dường vĩnh này khuyên thà nạ bá dường bàn đã chôl lại chẳng trong cái này khi nhóm remove search này tránh kim đã tiêu muối kim đã bê tông register bê tông một tiết kim đã login lại nấy dựng đã route register trong cái này đã ra log out log in tôi mới dựng nè cloud với btn btn primary cloud btn btn secondary dựng video một căn browser dựng vĩnh chẳng khánh thai dựng miệng bị tổng bị register mỗi năng log in mùi bạn ta đã bắt đầu dùng thuốc cá trôi một căn dashboard dùng thuốc cá remove bê tông register năng lượng in mà học chia bê tông lock out mình chẳng trang lại nâng dùng bằng cả bê tông thiết trong thuốc cá copy hay trang lại nick chúng ta lock out chúng ta btn primary chẳng trang cái này nó phải là dân lọc cho dashboard bạn hỏi tránh lọc ảo chẳng trang cái này dân trọng đã hỏi nhé guess and guess lại này hot lại này and chẳng dừng thuộc cả review một xa tiết chẳng khinh tha cái này về bắt đầu một cản lọc hào với nhau chẳng khi em đang chồn tận đại chẳng tạo ai bị tòng lọc áo dừng chồn một cản route dừng một cản route thay mối đã thá lọc áo hơi dừng para out controller class chúng mua áo lưới lọc áo mình tôi mới dân cho tôi bằng cả function mới chúng mua thằng lọc áo lọc nào auto controller chúng tôi làm cái auto controller public function lọc áo còn cái này chúng ta auto card web
log out. Hay nó bây giờ log out rồi, I will return redirect tới căn route login vậy. Refresh mới. Chắc là bây giờ chuẩn bị tông log out. Và đã trong cái này giờ tông bạn đã action đi vậy. Giờ cho một căn master. Này trong cái này giờ đã route ở vía. Route log out. Dân chôn một căn browser với refresh. Hãy dân chôn bị tổng log out. Chẳng khuyên tháp với redirect một căn form log in vậy. Bạn đã trang cái này nó phải để dưỡng thuốc cá route to căn dashboard. Khuyên tháp với chôn một căn dashboard. Chẳng dân ở trong ai với chôn một căn dashboard này. Nó phải để cái log out log in chôn. Bạn anh nhát ai nè bạp bán chôn một căn dashboard. Chẳng lẽ dùng para authentication mình là thà nó phải để dùng bàn log in chỗ chẳng thức cả refresh chẳng khai thà vì tập lập một càng log in vinh trong lẽ nó dùng accessory để xa mình chung bây giờ làm chung nhưng thức cả remove lại nhiều chẳng vinh chẳng lẽ thế nó dùng thuốc cả remove vinh cứ dùng para ổn nè chẳng dừng xa route to căn dashboard chẳng khuyên tháp view redirect mà căn login chẳng trọng cái này nè dừng cho mà căn admin at gmail.com password 1234566 hãy dừng login chẳng dừng cho mà căn dashboard bạn. Bạn ở con phần đọc này, video này mình đã bắt đầu thế. Hai video khác khi chúng đang bằng cách để tổng tình năng càng bằng cách crude chúng mình đang Laravel hay năng Microsoft. Bạn xong ở con.